Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của Thắng. Và thân chúc tất cả các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Thì hôm nay Thắng lại tiếp tục trốn bố mẹ của Thắng để đi chơi cho các bạn xem nè. Thì ở những cái video trước thì các bạn đã biết là Thắng đã trốn bố mẹ đi chơi rất là nhiều lần luôn. Trốn bố này, trốn mẹ này. Nên là hôm nay chắc chắn rằng Thắng trốn bố mẹ đi chơi sẽ rất là khó luôn. Bởi vì bố mẹ canh sẵn rồi các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay Thắng sẽ cố gắng để trốn bố mẹ đi chơi được. Bởi vì cả tuần rồi Thắng toàn ở trong nhà luôn, bố mẹ không cho Thắng đi chơi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để Thắng có thật nhiều may mắn để trốn bố mẹ đi chơi nha. Mà Thắng thấy có rất nhiều bạn khi mà chơi game ấy, các bạn thường xuyên gặp cái hiện tượng là vào game bị chậm này, bị giật này, bị lag này. Thì bây giờ Thắng sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn biết một cái app giúp tăng tốc game nha. Thì Thắng cũng đang sử dụng cái ứng dụng này rồi. Đó, bây giờ Thắng sẽ hướng dẫn các bạn tải này. Các bạn vào Save Play nha. Các bạn có chữ iClean I này, C này, L này, E, A, L. Ấn tìm kiếm nha. Đó, sẽ ra đầu tiên luôn. Thì Thắng đang dùng cái ứng dụng này rồi nên là Thắng sẽ không phải cài đặt nữa. Thắng chỉ việc mở lên thôi. Đó, các bạn nào mà chưa tải thì các bạn vào tải nha. Đó. Thì cái link tải ứng dụng này Thắng sẽ để ở bên dưới phần mô tả và bình luận nha. Đó nè. Ok, thì đây là giao diện của cái ứng dụng này nha. Thì bây giờ các bạn sẽ phải kích vào cái phần thông dụng này. Đó, tăng tốc chơi game này. Đó, xong bắt đầu các bạn chọn game nha. Đó, thì mình sẽ chọn game Minecraft này. Ok, tăng tốc và kích vào. Đó, nó đang tăng tốc rồi nha. Tăng tốc xong thì nó sẽ mở game cho các bạn luôn. Đó, mở luôn Minecraft luôn này. Và các bạn ấn vào chỗ tăng tốc bộ nhớ để cho điện thoại nó hoạt động nhanh hơn này. Đó, kích vào. Cấp quyền này. Đang dọn bộ nhớ điện thoại này. Đã tối ưu. Ok, điện thoại của mình giờ đã nhanh hơn rồi nha. Còn cả phần dọn dẹp rác trên điện thoại nữa đây nè. Bởi vì mà chơi game nhiều với cả lên mạng nhiều thì điện thoại nó rất là nhiều rác luôn. Bây giờ thấy nhá, dọn dẹp rác trên điện thoại nha. Kích vào dọn dẹp rác này. Cấp quyền. Ok nha. Các bạn phải cấp quyền thì ứng dụng mới chạy được nha. Đó, mình đã cấp quyền xong rồi này. Đó, đang quét gì này. Wow, quét được bao nhiêu rác luôn. Đó, ui trời ơi, điện thoại của mình có tận hơn 400 MB rác như này. Và mình sẽ ấn dọn này. Ok, đang dọn đấy nha. Đó, rất là nhanh luôn các bạn ạ. Ok, yeah, và điện thoại của Thắng đã sạch sẽ rác rồi nha. Như lúc mới mua luôn. Các bạn nhớ dùng cái ứng dụng này nha. Thắng để link tải ở bên dưới phần mô tả và bình luận. Các bạn nhớ kích vào đâu để tải ứng dụng này về. Ok. Thì Thắng bị bố mẹ nhốt ở trong phòng cả ngày rồi các bạn ạ. Còn khóa luôn cả cửa ấy chứ. Chỉ mở cửa ở cái phòng nhà tắm này thôi. Nên là bây giờ Thắng sẽ phải trốn đi chơi này. Đây này các bạn ơi, cái cánh cửa này bị khóa mất tiêu rồi này. Ui dồi ôi. Chưa chi đã bị mẹ phát hiện trốn đi chơi rồi. Ui, đèn thế nhở. Chưa có kịp làm gì luôn mới kịp vào ngó ngó xem cái cửa có mở không. Cửa này bị khóa rồi các bạn ơi. Mình phải đi qua cái cửa này. Bây giờ Thắng sẽ đi tìm cái chìa khóa. Đây là phòng tắm này, đây là phòng ngủ của bố mẹ Thắng nha. Bây giờ Thắng phải đi tìm chìa khóa này. Không có. Ở cái bàn tivi này cũng không có này. Cái tủ này cũng không có này. À đây đây đây, chìa khóa đây rồi. Hay quá hay quá. Chìa khóa này để mở cửa kìa. Đi ra mở cửa thôi các bạn ơi. Yes. Đã tìm thấy chìa khóa rồi. Ơ, cánh cửa này không mở được luôn này. Cũng phải chìa khóa mở cánh cửa nào nhỉ? Hình như là cửa này sao ấy. Ờ, cửa này này. Mẹ Thắng ở bên ngoài kìa các bạn ơi. Xuống 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 xuống. Wow, trốn được mẹ rồi. Ôi, tránh được mẹ thì lại gặp bố. Thế này không khổ không chứ. Hôm nay lại bị gặp bố với mẹ canh luôn này. Bố với mẹ hôm nay ở nhà. Hôm nay bố không ra trang trại rồi. Chán quá chán quá. Rồi lại là các bạn ơi. Ô, cửa này bị khóa mất tiêu rồi. À, cửa này mở, cửa này mở, cửa này mở. À, mẹ ở bên ngoài các bạn ơi. Đi xuống dưới nhà thôi. Đi xuống dưới nhà, xuống dưới nhà. Từ nha, bố ở dưới này đấy. Ha ha ha, không có bố. Ôi, hay quá, mình chui được ra ngoài rồi nha. Hôm nay mình sẽ đi đạp xe đạp các bạn ạ. Không biết cái xe đạp của Thắng ở đâu ấy. Trước mặt kia là cái thang rồi. Ôi, cái gì vậy? Ui, các bạn ơi. Đợt này bố mẹ Thắng lắp camera rồi. Ôi, bố mẹ chơi rắn quá các bạn ạ. Dần thế này mà ai chơi được. Lắp camera để soi con cái của mình. Trời ơi. Thôi lại nào, lần này ta sẽ quyết tâm trốn ra ngoài chơi bằng được các bạn ạ. Đi lấy cái chìa khóa nào. Đây nè, chìa khóa ở đây này. Ở nha.
Ê, nhầm, mở cái cánh cửa bên cạnh mở. Lại mở cái phòng chơi game ra. Mẹ thắng, đóng cửa lại. Úi, nhìn các bạn, úi, mẹ đi đâu ấy? Hình như là mẹ vào phòng của Thắng sao ấy các bạn ơi. Ôi chết rồi, chạy xuống nhà nhanh lên. Mẹ vào phòng của Thắng đây, nhìn ngay mà. Úi, bố. Bố mình nắm cái gì ngoài kia? Bố đi rồi. Bố cứ đứng đây nắm cái cửa chính kìa. Cái cửa chính của Thắng không bị khóa lốt nha, Thắng không ra ngoài được đâu mà. Đây này, đấy thấy chưa? Nhà của mình như kiểu mà mình đang bị đi tù ấy. Suốt ngày cấm mình đi chơi luôn. Mày qua cánh cửa sổ kia mở kìa. Đi ra cái xe đạp các bạn ơi. Cẩn thận nha, cái camera ở trên đầu ấy. Đi sát tường vào các bạn ơi, các bạn nào chơi thì đi sát tường vào nếu không là có camera nó soi thấy như mình lúc đấy. Xe đạp của mình đây rồi các bạn ơi. Yes. Ấy, xe đạp mở. Xe đạp kêu tạt chứ không. Yes. Tiếp tục sang màn tiếp theo là các bạn ơi. Thì vừa rồi Thắng vừa đạp xe đạp xong lên là người cơ thể nó toát ra mồ hôi. Bây giờ thì Thắng sẽ phải đi tìm cái lọ nước hoa Thắng xịt vào để cho mẹ Thắng đỡ biết nha. Không biết là mẹ Thắng để cái lọ nước hoa ở đâu nhỉ các bạn ạ. Bây giờ đi tìm thôi. Thôi xong rồi các bạn ơi. Cái cánh cửa đấy nó đóng rồi. Mình phải đi qua cánh cửa bếp này. Đây này, chỗ này có cái con đường nhỏ nhỏ để đi qua. Đây là phòng khách nha, phòng ăn tiếp khách đi. Đây là có rất là nhiều ghế luôn. Đây có cái cửa này. Ui, một căn phòng bí mật dưới cầu thang. Đi lên trên nhà nào các bạn ơi. Cửa này mở đây. Hình như là mẹ Thắng để nước hoa ở phòng tắm sao ấy. Trong này không có, chắc là ở phòng tắm rồi. Đúng rồi, trong phòng của không có thì chắc chắn là ở phòng tắm. Ôi, tí nữa phi vào. Ôi, mẹ. Tí nữa thì Thắng bị mẹ phát hiện đấy. Chắc là mẹ đi rồi đấy. Đi ra ngoài thôi các bạn ơi. Ôi, mẹ đi rồi nha. Ok, lọ nước hoa đây này. Chắc là mẹ Thắng vừa mới xịt nước hoa xong đấy. Dùng một ít của mẹ. Nói điều là hôm nay con thử dùng nước hoa của mẹ xem là có thơm không. Tiếp tục sang cái màn tiếp theo nào. Thì cái màn hôm nay ấy, Thắng muốn xem tivi các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay là cái ngày mà mẹ Thắng không cho Thắng xem tivi. Mẹ Thắng bắt Thắng đi học này. Bây giờ Thắng sẽ trốn mẹ đi xem tivi nha. Thắng sẽ lên cái phòng ngủ của bố mẹ để Thắng xem tivi. Ôi trời ơi, còn chưa cả kịp làm gì luôn ý mà bố đã phát hiện rồi này. Chưa cả kịp mở cửa luôn mà bố đã biết là định trốn đi chơi rồi. Công nhận là mấy lần trước trốn đi chơi thì dễ, còn lần này bố mẹ biết rồi ý, nên là trốn đi chơi rất là khó. Mà có Thắng còn phải đi tìm cái điều khiển nữa này. Ôi, cái cửa này cũng bị khóa luôn này. Trời ơi, hai cái cánh cửa này bị khóa hết rồi. Bây giờ Thắng phải đi đường bên ngoài này. Camera kìa các bạn ơi, nha, các bạn cẩn thận nha. Ui, cánh cửa chính này cũng khóa luôn các bạn ạ. Dù bố mẹ Thắng ở nhà hay là không có nhà, đều khóa cửa luôn. Con chó à? Hello, chị. Cái cục cài eo chứ. Mình hello nó mà nó đái trước mặt mình. Bác sĩ nhục mình. Thôi đi vào trong nhà đi. Cái, nó là bạn thân của mình mà. Ui, phòng game thế kia. Nhưng mà mình không biết chơi game. Mình chơi chặt bố. Mình chơi chán game rồi, hôm nay mình thích xem tivi cơ. Hi. Tại vì hôm nay có bóng đá các bạn ơi. Wow. Ý, sao mình không hiểu là mấy ngày hôm nay bố mình cứ đứng ở giữa nhà, bố mình ngắm cái gì? Cứ ngắm cái cửa ấy, hay là bố mình sắp chuẩn bị lắp thêm vài cái khóa vào cái cửa chính nữa. Đi rồi nhá, đi lên trên nhà thôi các bạn ơi. Ây, may quá mẹ không ngồi ở đây. Bình thường là mẹ hay ngồi ở đây lắm. Đóng cửa vào. Hả? Cái đây rồi, cái điều khiển đây rồi. Cầm luôn. Yeah, vừa hay là trận đấu bắt đầu. Mong là chưa ai ghi bàn được quả lảo để mình không thể bỏ lỡ quả lảo được các bạn ơi. Ôi. Yes, vào. Thôi chết rồi, hết mất bóng đá rồi. Đây là đang là phim mà. Ai ôi, chán quá các bạn ơi. Thôi kệ, sang cái màn tiếp theo các bạn ơi.
mẹ Thắng lại bị dặn dò gì này. À các bạn ơi, các bạn có nhớ cái máy bay ở đợt trước mà ở trang trại của bố Thắng không? Thì Thắng đã mang cái máy bay này về, nhưng mà mang về nhà mẹ Thắng cũng không cho chơi luôn. Mẹ Thắng cất đi ở chỗ nào ấy. Bây giờ Thắng lại phải tìm đi chơi này. Cái gì cũng cấm nhá, rất là tài vô lý luôn. Ai giống như Thắng không, suốt ngày bị bố mẹ cấm chơi đồ chơi luôn. Nói chung cái gì cũng cấm luôn các bạn ạ. Ui bố mày thật đấy, mày đấy. Tí nữa thì mình chui ra ngoài. Thôi đi đường này cho an toàn. Đi tìm máy bay thôi các bạn ơi. Mình rất thích nghịch cái trò đấy nha. Mình thích nghịch cái trò đấy nhất luôn ý. Cái cánh cửa này bị khóa mất tiêu rồi. Thôi lại phải đi được cửa chính rồi. Ui bố đi ra ngoài rồi. Vừa hay là bố đi ra ngoài. Ok chui ra ngoài thôi các bạn ơi. Ui đấy, Thắng không biết là ở cánh cửa chính đấy nó có cái gì mà bố Thắng suốt ngày ngắm nha. Các bạn đấy không? Ơi mấy màn rồi mà bố suốt ngày đứng ở cửa bố ngắm thôi. Ui. Trời ơi, bị bố mẹ bắt mấy lần rồi. Buồn quá mà các bạn ơi. Quyết tâm. Cái này bị khóa mất tiêu rồi. Ôi ôi, cũng khóa mất tiêu rồi. Thôi, cứ tưởng là mẹ mở cửa thì mẹ sẽ không đóng cửa cơ. Hóa ra mẹ mở cửa xong mẹ đóng tiêu vào luôn. Mà mẹ cứ nhốt mình ở trong cái phòng đấy làm gì không biết, mình không thích đâu. Cầm cái cầu thang, mình sẽ đi từ bên ngoài vào bên trong như một tên trộm. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Nhà của mình mà mình cứ leo từ bên ngoài vào bên trong như một tên trộm luôn. Camera gọi. Bắc thang lên. Ô, sao không lên được nhỉ? Ê, đây, được. Bàn bia này. Mình rất thích chơi bàn bia nhưng mà hôm nay mình không thích chơi. Mình chơi chán rồi. Thôi nha, lên trên nhà thôi các bạn ơi. May quá mình không gặp ai. Ui. Lại bị mẹ bắt rồi. Trời đất ơi. Hôm nay Thắng bị bố mẹ canh quá là nhiều luôn. Lần này Thắng sẽ cẩn thận hơn các bạn ơi. May quá mẹ Thắng không ở đây. Và mẹ Thắng không có ở đây. Mở cửa. Ôi xong rồi, cái cửa này khóa mất tiêu rồi. À đây, cửa này mở đây. Đóng vào. Ô, không đóng cửa được luôn này các bạn ơi. Cậy đi. Lấy máy bay nhanh xuống chơi một lúc. Đằng nào mẹ cũng biết mà. Đấy này, máy bay. May quá là mẹ Thắng không giấu đi chỗ khác. Lên. Wow, xịn sò chưa các bạn ơi. Yes. Bây giờ phải trốn đi ra ngoài nữa đây. Nguy hiểm quá. Nhà của mình mà mình cảm giác nguy hiểm. Mẹ Thắng gỡ. Được cái là mẹ Thắng suốt ngày ra ban công này ngắm sao. Ngắm mặt trời. Ngắm mây. May quá bố không nhìn thấy. Yeah. Cuối cùng thì đã trốn thoát ra ngoài được rồi các bạn ơi. Ý, con chó còn mừng kìa các bạn ơi. Con chó còn mừng mình kìa. Hello mày nhé. Bây giờ tao sẽ lái máy bay cho mày xem nha. Con chó đối với Thắng này. Và đây là cái nhà bố mẹ Thắng làm sẵn. Để khi nào mà Thắng không nghe lời, bố mẹ Thắng đuổi Thắng ra đây để ngủ với chó. Đi rồi. Tí nữa quên lại đi ra ngoài, camera nó nhìn thấy. Yes. Ha. Máy bay của Thắng chưa? Wow, bay như thật luôn các bạn ơi. Yes. Nhưng mà hôm nay bị bố mẹ bắt được rất là nhiều luôn. Thắng nghĩ là chắc là từ lần sau Thắng không trốn được đi chơi nữa rồi các bạn ạ. Trời ơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của Thắng nha. Bye bye.